Anh hả? Cái vụ cướp nhà mình lên trang tin tức luôn rồi nè. Trời ơi, thì ra con Hà ở quán Vườn Thiên Thai á là bồ của thằng Bá. À, thì ra từ lúc anh không cung phụng tiền cho nó nữa, nó bày ra cái vụ cướp này nè. Ghê không? Ghê. Trời ơi, cái thằng Bá này á, em không ngờ nó lại dám làm cái chuyện vậy luôn á. Anh chơi với nó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Thì cũng tại em. Ủa, sao tại em? Em đi đâu cũng khoe tiền để trong nhà, mới mốt bớt khoe tiền lung tung đi. Chính vì cái chuyện này mới sanh ra chuyện đó. Em cũng đâu ngờ chuyện lại xảy ra như vậy đâu. Sau này tiền bạc em kỹ lưỡng xíu đi, bớt khoe khoang, xài lung tung. Rồi giờ còn nhiêu? Em không biết, em chưa có đếm. Chắc không còn nhiều đâu ha. Anh nhắc cho em nhớ nè, lớp cho người ta mượn tiền bị giật, lớp bị gạt, nghe mà xót ruột à. Cho giữ tiền cũng không xong nữa. Chuyện xảy ra đâu phải lỗi của một mình em đâu, mà anh đổ hết cho em vậy. Thì em là người giữ tiền, em phải có trách nhiệm chứ. Anh nói như vậy, chứ còn anh thì sao? Anh sao là sao? Anh giao du với thằng Bá có lợi ích gì? À, hay là nhờ nó anh mới quen được một cô đào trẻ đẹp? Anh nói thật với em á, là lúc đầu anh cũng có một chút dao động với Hà. Nhưng mà anh thề với em luôn á, anh với Hà không có xảy ra chuyện gì hết. Anh thấy tội nghiệp thì anh giúp đỡ Hà một xíu thôi. Thôi thôi, em không muốn nói với anh nữa. Em với lại anh với Hà đã cắt đứt rồi, em nhắc tới làm chi nữa? Ủa, em phải nhắc chứ. Anh đem tiền ở nhà đem cho gái mà anh biểu em không nhắc hả? Biểu em không tức hả? Sao được? Anh cho nó hết bao nhiêu rồi? Anh không nhớ. Cho nhiều tới nỗi không nhớ luôn hả? Đâu có, đâu có cho nhiều đâu mà nhiều. Nghĩ mà tức quá mà. Đem tiền trong nhà đi cho thiên hạ vậy đó. Thì anh đâu có ngờ là anh bị gạt đâu. Cũng may mà tôi siết tiền lại, chứ nếu không á hả, không biết còn đem cho bao nhiêu nữa. Anh đâu có ngu đâu mà đem tiền cho hết thiên hạ. Đâu có ai thấy mình ngu đâu. Chỉ tới khi đụng chuyện mới sáng mắt ra thôi. Nè, anh đi đâu vậy? Anh đi ra ngoài một chút, ở nhà anh chịu không nổi. Ê, bây giờ ai là người có lỗi mà anh có thái độ như vậy chứ? Alo. Dạ, em Hà nè. Anh Ba Hơn nè. Em muốn hỏi thăm anh. Ừ. Dạ, anh Ba Hơn, cho em xin lỗi anh nha. Thời gian qua em đã lừa gạt anh. Không có gì đâu, là anh tự nguyện mà. Từ đây về sau em ráng sống tốt là được rồi. Dạ. Em nghĩ có tức không? Chuyện này ổng sai rõ ràng, mà ổng mày đặt giận ngược lại chị nữa chứ. Thì đúng rồi, chuyện như vậy ai mà không tức. Ừ, thì đó, đồng tiền nó đi liền khúc ruột của mình mà. Thì đó. Ừ, hỏi sao mà không tức.
Nếu mà là thằng hết á, em nghĩ sao? Em tức không? Nghĩ sao nữa? Đập cho một trận rồi bỏ, không có khởi sinh gì nữa hết. Đó 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 đó, thấy chưa? Coi vậy mà chị còn hiền đúng không? Nhưng mà thôi, nói thì nói vậy, tức cũng tức rồi, chửi chị cũng chửi rồi, thôi bỏ qua đi. Chị cứ để chuyện này ở trong bụng hoài rồi gia đình lục đục, không có nên. Nhưng mà chị cũng đâu có nói là chị không có bỏ qua đâu, cũng phải từ từ chứ. Vậy thì sau bữa nay chị đừng nhắc lại chuyện này nữa. Chuyện như vậy mà em kêu chị đừng nhắc hả? Sao sao coi như không có chuyện gì xảy ra được em? Bé nhắc. Trời ơi, chị tức muốn chết đây nè. Mà mỗi lần tức lên á là chị phải nói cho hả dạ, em hiểu không? Còn nếu chị nhắm chị không có bỏ qua được, thôi ly dị đi. Cái gì? Ly dị hả? Cái chuyện đó đâu có nghiêm trọng tới mức phải ly dị đâu em. Ủa chứ giờ sao? Cái cục tức này nó giống như cái gai đâm ở trong lòng của chị. Chị không chịu nhổ nó đi, nó cứ đâm trong lòng chị hoài. Rồi cái xong rồi chị bực bội, chị thể hiện ra bên ngoài. Gia đình cứ vậy hoài đâu có êm ấm được. Sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Vậy giờ mình chia tay sớm, bớt đau khổ. Nhưng mà chị không có muốn ly dị. Vậy chị phải bỏ cái cục tức này đi. Nè chị, đàn ông họ ghét nhất là có một chuyện mà cứ nói đi nói lại hoài, họ nghe họ bị mệt á. Cứ như vậy thì gia đình sẽ không êm ấm. Chị muốn hạnh phúc thì chị phải nghe lời em. Nhỏ này chưa có chồng á mà nói như là đúng rồi vậy đó. Thôi được rồi, chị sẽ về, chị suy nghĩ cho thật kỹ rồi chị bỏ qua. Con sao gây lộn? Chuyện gì? Chuyện Hà đó. Con đã giải thích với vợ con rồi, con với Hà không có gì hết, con với tội nghiệp Hà thôi. Mà vợ con không tin con, cứ càm ràm hoài. Con nhức đầu gần chết vậy, bực mình. Năm cũng không tin con. Con hỏi khắp xóm đi, có ai tin con không? Vì Năm, con tách vợ con mà con không có đứng ở vị trí của nó để nhìn nhận vấn đề. Ví dụ vợ con á, nó lấy tiền nó cho trai, con sao? Trời ơi, con đập mặt thằng đó luôn á. Đó, thấy chưa? Chưa gì mà con đã sừng lên rồi. Nên cái chuyện nó bực con, nó giận con á là cái chuyện tâm lý bình thường thôi. Con á, đáng lý ra phải hiểu nó, phải thương vợ hơn nữa kìa. Thì dì Năm cũng biết con thương vợ con mà. Vợ chồng sống với nhau lâu năm chủ yếu là tin tưởng nhau. Người ta tin tưởng, thủy chung với nhau.
con á là con làm nó mất niềm tin. Bây giờ con phải chuộc lại niềm tin đó, hiểu chưa? Dạ, con biết con có lỗi, nhưng mà con không biết làm sao để mà cho vợ con bỏ qua nữa. Chứ vợ con tối ngày cứ càm ràm vậy hoài, sao con sống nổi gì Năm? Con phải xin lỗi, nhưng mà xin lỗi một cách chân thành, thiệt bụng. Những phụ nữ người ta cảm được, người ta bỏ qua à. Vợ chồng còn thương nhau á thì không có gì là không được hết. Sau cái vụ này á, hai đứa có thời gian suy nghĩ kỹ lại, coi như ông trời thử thách hai đứa con đi. Ráng vượt qua vụ này, Năm tin á là hai đứa sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Ráng nghe con. Dạ, con nghe lời vậy Năm. Con sẽ về xin lỗi vợ con. Con cảm ơn vậy Năm nhiều. Con đi đây. Con quên ly cà phê. Thôi đi đi đi. Dạ. Anh xin lỗi em. Em cũng xin lỗi anh. Lần này là lỗi tại anh. Tại anh đã phản bội lòng tin của em. Anh hứa với em, từ đây về sau anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Anh xin lỗi. Em cũng có lỗi mà. Nếu không tại em thì hai vợ chồng mình đâu có xảy ra chuyện. Em hứa em sẽ sửa đổi tật xấu của mình. Em cũng phải là người vợ tốt, đúng không anh? Trên đời này không ai hoàn hảo cả. Anh cũng đâu cần kiếm một người vợ hoàn hảo đâu. Cho nên anh chấp nhận yêu hết tất cả những khuyết điểm của em. Anh với em hứa, từ đây mình sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa nha. Anh à, từ giờ á mình hứa với nhau là mình sẽ sống cho tương lai, không nghĩ ngợi chuyện cũ nữa. Nếu như ai còn nhắc lại chuyện cũ á thì sẽ bị phạt, chịu không? Phạt gì? Thì sẽ bị phạt ngủ ở ngoài sofa 1 tháng. Thôi đi,
lâu quá. Từng thôi ha. Cũng được. Còn em á, nếu mà em sai phạm hả, sẽ không cho em làm đẹp trong vòng một tháng. Anh ăn gian quá à. Em phạt anh có một tuần à, anh phạt em tới một tháng lận. Chịu không? Đồng ý luôn. Em ơi, chắc gì Nam mừng lắm ha em. Chứ còn gì nữa. Mà nghĩ cũng hay ha. Tự nhiên á, cuối đời á, dì Năm tìm được một bờ vai để nương tựa. Bởi vậy, người ta nói á, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cưới nhau về nham nhở lắm ai ơi. Nói vậy? Hả? Ý là sao? Nham nhở là đây, cưới đây là nham nhở hả? Hả? Đâu có, anh nói vậy là để xui với cái dần thơ của em thôi mà. Có chừng tôi á. Mà anh nghĩ lại cũng hay ha. Nhờ cái sự nhiều chuyện của em á, mà bà có bà đăng lên cái tự nhiên vì Năm tìm được người xưa. Đó, tất nhiên rồi. Nè, sau này em nhiều chuyện á, anh không có được rầy em nghe không? Ừ, đúng rồi. Nếu nhiều chuyện đúng á, thì là đáng khen. Ừ. Mệt thiệt chứ. Số thứ 6 rồi đó. Mệt thì em nghỉ xíu đi. Ngày nào cũng lao lao rửa rửa. Em mệt quá chừng à. Thì nãy em thấy chán xe hơi rồi đó. Anh kêu nãy đem ra tiệm rửa đi, em không chịu. Em nói rửa ở nhà cho nó tiết kiệm. Chứ gì nữa. Trời ơi, bây giờ dù có nhiều tiền, mình cũng phải biết tiết kiệm, không có được phung phí. Thời gian vừa qua, em với anh đã xài tiền quá nhiều rồi. Em nói vậy là đúng, từ giờ mình phải tiết kiệm mới được. Ừ. Anh. Ừ? Giờ em thấy có xe hơi bất tiện quá à. Ừ, cũng bất tiện thiệt chứ. Ừ. Sáng anh đẩy ra, tối anh đẩy vô. Vợ chồng mình muốn đi đâu á, thì mướn tài xế chở. Anh cũng chán nó rồi. Ừ. Anh, hay là mình bán xe đi anh. Cái gì? Bán xe hả? Ừ. Chứ bây giờ mình có xe mà mình ít xài, để trong nhà hoài, chật nhà thêm chứ làm gì. Nhưng bây giờ bán là lỗ lắm à. Sớm muộn gì cũng lỗ. Bây giờ anh bán sớm á thì anh lỗ ít. Còn bán trễ sau này mình lỗ nặng rồi nha. Vậy là quyết định bán xe. Ừ. Rồi, nếu em quyết định bán thì ngày mai anh nhờ người xuống coi rồi bán giùm mình. Ừ. À anh. Ừ? Em có chuyện này muốn bàn với anh nữa nè. Chuyện gì? Vợ chồng mình á, trúng số thì ăn Tết vui rồi. Nhưng mà bà con xóm mình á, còn nhiều người khó khăn lắm. Anh, hay là mình mua ít quà, cái mình phát cho bà con ăn Tết nha anh. Quá hay luôn á. Anh cũng định nói với em, mà sợ em không đồng ý á. Ừ. Em bây giờ suy nghĩ thoáng hơn trước nhiều rồi. Em nghĩ á, mình có dư thì mình phải biết san sẻ với mọi người chứ. Ừ. Cầu dừa đủ xài. Cha. Ủa? Ngộ ha ba má. Sao không có trái dư hen? Ông bà mình hồi xưa thiệt tình lắm. Chỉ cầu dừa đủ thôi chứ không có cầu dư. Nhưng mà con thấy đối với con người thì dù có bao nhiêu đi nữa cũng không đủ hết á. Cái đó đó là do lòng tham của con người. Biết đủ là đủ, còn không biết đủ thì bao nhiêu cũng không đủ. Đúng rồi, chỉ cần mình biết đủ thôi thì mình sẽ có hạnh phúc ba ha. Dạ, con thưa hai bác mới qua. Anh hết.
anh cầm cái gì qua vậy? Cái này con xin được biếu hai bác. Hôm bữa con mang qua rồi, bữa nay sao con mang qua nữa? Dạ, hôm bữa con mang qua nhưng mà bị lấy lại, nên hôm nay con mang qua bù. Thôi kệ, cũng lỡ mang qua rồi, để đây trưng cho nó đẹp ha. Dạ. Mà bên nhà đó con sửa soạn gì hết chưa? Dạ, xong xuôi hết rồi bác. Nhà con cũng không có sửa soạn gì nhiều. Năm nay á, bác có kho một nồi thịt kho bự chảng luôn. Chút á, bác múc cho con mang về bển ăn mấy ngày Tết nha. Dạ, con cảm ơn hai bác. Nhưng mà thôi con ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại? Trước sau á, dì cũng là người một nhà thôi mà. À, để con vô con múc thịt kho ra cho ảnh nha. Ông coi đó, nó sợ tôi đổi ý cho nên nó lo nó chạy nó múc trước luôn á. Nó giống y hệt như bà vậy đó. Ông này, có thằng hết đây mà ông nói gì kỳ vậy? Có sao đâu, trước sau á gì nó cũng là người một nhà chứ gì. Con coi đó, ổng nôn dữ lắm rồi đó. Dạ. Em kêu anh giặt lá chuối làm chi vậy? Em tính gói bánh. Sao nói á, năm nay không có gói để đi mua. Lúc đầu em cũng định mua sẵn, nhưng mà nghĩ lại, tự tay làm vẫn thích hơn. Cái gì mình tự tay làm á thì mới có ý nghĩa chứ. Đúng rồi. Gói bánh tét này á là phong tục của ông bà mình. Mình đi mua nó mất hay. Thật ra nếu mà ai không có thời gian á thì mua sẵn cũng được, nhưng mà riêng em thấy mình đang rảnh cho nên gói cho vui. Được ăn bánh tét của vợ gói là sướng nhất rồi. Thiệt không đó, mai mốt ăn á đừng có chê à nghe. Thiệt chứ bộ, sao dám chê. Em có cần anh chặt thêm lá chuối không? Anh chặt thêm đi. Em tính năm nay á gói nhiều một chút để đem đi biếu nữa. Ê, tôi thấy Tết năm nay ý nghĩa ghê ấy bà. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ba đứa mình vẫn ngồi cùng nhau để gói bánh. Nè, sang năm mới á tất cả mọi chuyện đều mới hết nha. Năm nay bà trúng số, năm sau tới tôi, năm sau nữa tới con Sang. Còn em á, không hiểu sao năm nay em nôn Tết dễ sợ luôn. Đúng rồi, nôn tới Tết để sớm có chồng chứ gì. Đúng không? Chị này, chị này, chị này, cái thì mồ. Thì đương nhiên rồi, em cũng phải có chồng giống mấy chị em mới chịu chứ. Bà nữ công dây chánh dễ thương chết. Trời ơi, coi kìa, nói thấy chưa, người ta vừa đẹp người đẹp nết nữa. Trời ơi, nè, nụ cười này á sẽ không mãi ở trên môi đâu nha hết nha. Anh này nè, đi vô đó rồi hơi quạt cho anh mát. Trời ơi, đem không? Đem quạt cho anh mát nha. Em hoài à, anh nhắm lửa đi. Phục giác tiền bao bô mình đi mua xe hơi, Tết này vui hơn sẽ chẳng còn cô đơn, thì tiến tới luôn để không còn từng đơn phương. Cây sâm gì nhì nhô nhiều chuyện cho cô. Dạ. Đầu đường quỳ sâm ăn miếng thịt mình vui, nhưng điều may mắn từ thêm miếng trứng hình tròn nó cứ để cho mọi việc được vuông tròn suôn sẻ. Còn vợ á, đây là canh khổ qua. Khổ sẽ qua, chuyện buồn bực cũ sẽ qua hết. Anh đi chồng, anh đi vợ.
này sông tốc họ hát cô bác xa gần chẳng bù năm ngoái dần đêm. Sao vậy? Em khó chịu quá. Đi đi em, bước đi từ từ, đừng nhảy chân sáo nha. Ê, coi chừng cục đá nè. Em dắp cục đá này đau chân, làm động tới con đó. Đi ra chỗ khác mày, cục đá đáng ghét. Đi, từ từ nha em. Ngồi xuống đây, vợ của anh. Chào dì Năm, chào chú Quá. Ờ. Ủa, con bị gì vậy? Con đâu có bị gì đâu. Dạ, không có bị, mà là bị được. Bị được là sao? Là... nhìn nè. Nhìn nè. Trời đất ơi. Vui quá vậy. Dạ. Có bầu. Dạ. Mấy tháng rồi? Dạ, 2 tháng rồi đó dì Năm. Trời ơi, tin vui, tin vui. Uống gì? Năm đãi, Năm mời. À, dạ, cho con ly cà phê đi dì Năm. À, sao tự nhiên uống cà phê? À, sao vậy? Không được uống cà phê. Có con rồi, em phải uống cam giác. À, để cho con mình có vitamin C, cho nó thông minh. Đúng rồi. Ai mà luôn uống cà phê hả trời ơi. Cho vợ con ly cam giác đi dì Năm. Rồi rồi. Rồi, có liền. Dạ, chú Quá. Dạ, từ hồi của chú Quá thấy cô Long rảnh rỗi hơn ha. Cái cô Long đỡ cực hơn ha. Ừ. Đây. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Đúng rồi. Ông dành làm hết trơn à, không cho Năm làm gì hết trơn. Tôi nói rồi, có tôi ở đây gánh vác công chuyện cho bà. Từ nay trở về sau chăm sóc cho bà. Trời ơi, lãng mạn quá dì Năm ơi. Chú Quá, ông ấy cưới dì Năm đi. Trời trời trời, cái gì mà cưới hỏi đây? Lớn tuổi rồi cưới hỏi gì nữa? Bà sao vậy? Mình già mình cũng được quyền hưởng hạnh phúc tuổi già chứ, đúng tụi con? Dạ đúng. Đúng rồi. Tôi cũng muốn bầu bạn với bà tuổi xế chiều. Ý, vậy là chú cầu hôn dì Năm phải không? Nhỏ cầu hôn gì cầu hôn, nói gì? Chú Quá mạnh dạn cưới dì Năm đi, con hứa nha, vợ chồng con á đi một cái bao lì xì thật lớn nè, với lại 10 bàn tiệc luôn. Dạ. Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết đến cho buôn nhà vui, tết đến cho buôn nhà vui. Quá trời luôn. Đồ ăn tới rồi. Quá trời quá đất luôn. Ngon quá, ngon quá. Trời ơi, bà có, bà làm gì mừng đồ ăn nhiều dữ vậy, ăn sao hết? Ở chỗ còn nhiều dữ lắm, ráng ăn hết giùm tôi nghe. Ê, ăn không hết á, tôi đem về nhà được không? Mời, mời, mời cả nhà. Mấy anh chị yên tâm, cứ để em lo hết cho. Ê, nè, sao em nói với anh á, là em bớt ăn lại để em giảm cân, để tướng cho đẹp, mặc váy cưới cho đẹp. Thì, ăn bữa nay, ngày mai giảm bù. Trời ơi. Đúng rồi đó, hết này, cứ để anh sang nó ăn đi. Nó ăn được là có phước á, vợ phải mập mập á, nhìn á mới có phúc. Ăn đi em. Đúng rồi đó, thằng Đường nói đúng nha. Vợ tao là nãy giờ tao ép ăn cho mập lên luôn á. Nè vợ, chị đã mập rồi á mà ngày nào anh cũng bắt chị ăn hết á. Thì em phải ăn để có sức sinh cho anh đứa con tròn tròn kháu khỉnh chứ. Ê hả, sao không ăn đi cưng, lại ngồi trầm ngâm vậy? Gì á? Thì tới nay cũng tới giao thừa rồi, mà mỗi năm giao thừa tới á là anh chị em mình á già thêm tuổi. Mà mỗi lần già thêm tuổi, cái nhớ tụi mình hồi nhỏ ghê ha. Mà nhắc tao mới nhớ, em biết không, hồi xưa hai thằng nó là chiên canh me tiền lì xì của tía anh á. Nhớ không? Tao với mày 30 Tết là không bao giờ như vậy nhà ngủ. Vui qua nhà nó ngủ chứ. Qua nhà này ngủ hả, chen chút ngủ mệt chết luôn. Chi vậy? Ủa, sao kỳ vậy, tự nhiên Tết cái đêm 30 qua nhà tao ngủ? Em biết sao không? Là tại vì á, nó qua nó rình để sáng mùng 1 tía má lì xì. Ổng bả đi chùa sớm, mà ổng bả tuyên bố á là chỉ lì xì đúng ngày mùng 1 thôi.
Bởi vậy năm nào phải canh cho bằng được, mà không có năm nào vua hết trơn. Tụi ăn đi mọi người. Anh nghe nghe, công nhận á, hồi nhỏ thích nhất là Tết, tại vì được lì xì á. Đúng rồi. Mà em có cái nết này kỳ lắm nha. Em mà được cái bao gì á hả Lạ hả? Là em mở ra em kiểm tra liền luôn. Vì biết là tính xấu, nhưng mà không có cưỡng lại được, chưa có sửa được luôn. Như vậy hồi đó là ba má la chết luôn á. Còn chị nha, Tết đó là sắm đồ mới ha, mà chưa tới Tết là lôi ra mặt hết, bị đánh hoài. Nôn là đúng rồi, Tết á được bận quần áo mới nè, rồi còn được lì xì nữa, con nít nào mà không thích. Bây giờ có một điều ước ha. Sao? Ước gì á, nguyên đám tụi mình nhỏ hết luôn. Ủa vậy? Chi vậy? Được tiền lì xì chứ chi. Nhưng mà anh nhỏ lại rồi, sao anh cưới em? Đúng rồi. Thằng quỷ, mày nhỏ lại sao mày lấy vợ? Còn tao nha, hồi đó Tết á, tao ước là tao mau mau lớn. Chi vậy? Để ông già tao không quýnh tao nữa. Cái này là hồi nhỏ chắc là lì lắm nè. Đúng rồi. Anh nhớ ở nhà nó là cái thằng bị ăn đòn nhiều nhất luôn á. Mà mỗi lần bị đòn xong á là chạy qua nhà em đó chị. Ê hả? Mà hồi đó đó, tao nhớ ba tao á, mỗi lần mà đánh đòn tao á là hỏi tao: "Con tính gì? Mày tính gì?" Nói: "Dạ con Nguyễn Văn 33 là 33 cây không? Trời ơi, 33 cây không, không thiếu một cây. Bây giờ thì nhắc đến ổng, bây giờ muốn ổng quýnh tao mà cũng có quýnh được đâu. Em tin á là ba lúc nào cũng ở bên cạnh tụi mình mà. Đúng là ba hơn, quá vô duyên. Bàn tiệc đang vui tự nhiên nhắc chuyện ông già làm chi, làm nhớ ông già em ghê luôn. Mà tới hai thằng bay cũng kỳ nữa, tự nhiên sắp tới giao thừa cái nói chuyện ngày xưa chỉ cho không khí nó trùng hẳn xuống. Bây giờ mình làm cái gì đó vui lên, vui. Đúng lên rồi. Đi ca hát đâu đi. Rồi bây giờ về nha, tôi có một đề nghị, anh được chồng tôi sẽ góp vui bằng một bài hát. Hay đó nha, hay đó nha. Thôi rồi ta đã xa gì vậy? Trời ơi anh được ơi, sao cái khúc này anh không được miếng nào hết trơn vậy? Anh sai rồi. Thôi mình ăn lẹ lẹ đi, về cũng giao thừa nữa đó. Rồi nâng ly. Dài ba chúc mừng năm mới. Dồi dào sức khỏe, hạnh phúc mãi mãi. Dạ, con cũng xin chúc hai bác. Ý, cái gì mà hai bác? Kêu ba má gì? Dạ, con xin chúc ba má lúc nào cũng tươi trẻ, vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Bây giờ má lì xì cho con. Chúc hai đứa con á, má cũng chúc con á, tụi con là lúc nào cũng thương yêu nhau, hạnh phúc mãi mãi nha không? Dạ. Dạ, con cảm ơn má. Cảm ơn má. Má cũng lì xì cho con, chúc cho hai đứa đó lúc nào cũng vui vẻ, mà sớm có quý tử, cho hai ông bà ẩm bồng nghe chưa? Dạ. Dạ. Con cảm ơn ba má. Đi em, tới giờ qua ba má mình chúc Tết rồi. Khoan, chờ chút đi anh. Ủa em ngóng ai vậy? Em ngóng thằng bán vé số. Chi vậy? Mua vé số hả? Không phải, em kêu nó qua đây xong đất cho nhà mình. Em hỏi rồi, nó hợp tuổi dư lắm. Em nói nó qua đây đi, cô lì xì cho, thế nào nó cũng qua à. Nhưng mà bây giờ tới giờ mình qua nhà ba má rồi. Đợi anh chút nữa đi anh. Ừ, vậy anh đợi với em. Nhưng mà nó còn nít, có khi nào nó quên không? Chắc là không đâu. Con nít nó thích lì xì dữ lắm,
Em nói nó qua đây cô lì xì cho, thế nào nó cũng qua à. Cô ơi con qua rồi nè. Kìa. Tốt. Trời ơi. Dạ. Ngồi xuống con. Nay đẹp trai ha. Dạ. Thằng nhỏ uy tín dễ sợ luôn á. Dạ, con chúc cô chú vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước. Ờ, chúc Tết nghe đã tai dễ sợ không? Mà muốn tiền vô như nước á là mua vé số của con phải không? Dạ, chú nhớ mua ủng hộ cho con nha chú. Nè, cô lì xì cho nè. Đây, cô lì xì con. Chúc con năm mới mau lớn, học giỏi và buôn may bán đắt nghe không? Dạ, con cảm ơn cô chú. Ừ. Vậy cho cô chú con đi về. Rồi. Con chúc ba má năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Giỏi. Giỏi quá à. Đây, ba lì xì cho con nè. À, ba cũng chúc con á năm mới là mau ăn chóng lớn, học giỏi và lớn lên đừng có nhiều chuyện giống má con. Dạ. À. Vui vui nên à. Tết nhất vui vẻ không quạo. Vui vui vui. À, con gái đây nè, má cũng lì xì cho con. Chúc con gái ha là ngoan, học giỏi nè, xinh đẹp nè, biết nghe lời và nhớ đừng bao giờ móc trộm ống heo của má giống như bà nha. Dạ. Kỳ ghê, Tết nhất mình chúc con kỳ cục gì. Ừ, cho vui xíu mà. Ba má bây giờ mình qua nhà ông bà chúc Tết nè ha ba má. Đúng rồi, bây giờ mình qua chúc Tết ông bà nội xong cái qua chúc Tết ông bà ngoại. Yeah, vậy cảm ơn liền lì xì. Yeah. Nghe tin của em có bầu, ba má em ai cũng mừng hết trơn. Tất nhiên rồi, ông bà nôn có cháu mà. À, mà anh thích con trai hay là con gái? Anh hả? Con trai hay con gái gì cũng được. Đây đây đây, thêm nữa nè, đỏ rực nguyên năm luôn. Trời ơi, gì năm ơi. Năm mới phát tài. Chúc mừng năm mới mấy bạn trẻ nha. Ừ. Anh về rồi nghe em. Ồ, cái này á mình phải thưa là dạ chào chú Năm. Công nhận nha, nhìn dì Năm với chú Năm á, nhìn hai người y chang như là tiên đồng ngọc nữ vậy. Quá. Bữa nay á dì Năm mặc cái áo này á, ta đối nhìn y như cục vàng á. Ông này không có duyên dễ sợ. Năm nay chắc dì Năm không có đón xuân rồi ha. Đón xuân này ta có xuân cưới bên. À, mình nữa. À, bay á, bay nhìn bay kìa. Cũng y vậy chứ nói gì. Ăn tự nhiên tụi con. Năm Năm khoe với Năm luôn nè. Hồi sáng á con đi chùa, con xin xăm, con được xăm thượng thượng luôn. Vậy là ngon rồi. Còn con không có xin xăm mà con xin lộc đầu năm đó. Ừ, xin lộc tốt. Vậy là may mắn rồi. Con ăn đi tụi con. Dạ dạ. Ờ, thiếu nước để tôi lấy nước cho tụi nó. Ủa, đầy đủ mặt bá quan văn võ đây rồi. Còn vợ chồng bá hơn luôn ta. Hồi nãy á, em có gọi điện thoại qua bển mà thấy máy bận, không có liên lạc được. Ôi kìa, mới nhắc tới liền kìa, Linh dễ sợ. Đi từ từ thôi vợ, coi chừng động chúng thằng con anh nha. Ngồi xuống vợ. Ngồi con ngồi coi. Nè nè, ngồi từ từ của chừng méo đầu thằng con anh. Dạ. Chào chú quá, chào cô Long, chào cả nhà nha. Dạ, cứ chào chú, chào dì Năm. Cưng vợ ghê. Đây, nước tới rồi nè tụi con. Đây đây, chị bơi cho bà. Bánh nước chơi. Đây đây. Đây. Trời ơi, bữa nay đông vui quá vậy. Đầy đủ mặt luôn á. Ê, Năm, bây giờ mọi người đông đủ rồi nè. Mình bày ra mình chơi lô tô đi. Trời ơi, được á. À, khoan đã. Trước khi kêu lô tô á, là chúng ta phải làm thủ tục đầu tiên của năm mới. Vậy à. Xin mời đôi tiên đồng ngọc nữ, chú quá, cô Long, lì xì trước. À. Sao bà nhìn tôi? Đón chơi chứ chuẩn bị rồi đó nè, đây nè. Đây nè, đầu năm mà màu đỏ gì là may mắn nè. Rồi rồi.
Đây, làm cho đúng thủ tục. Dạ. Rồi, chúc hai đứa tụi con trăm năm hạnh phúc nghe không? Dạ. Chú. Ở đây rồi, chúc hai vợ chồng làm ăn phát đạt. Dạ. Mẹ tròn con vuông ha. Dạ. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn gì Nam. Trời ơi. Dạ đây. À. Đây tôi hết biết được chút rồi, thôi bà chúc đi. Chúc ba đứa bay con đàn cháu đóng. Dạ con chúc dì Năm, chú Năm sang năm Tân Sửu sẽ có Tân Sửu Nhi à. Bảy bả không ạ? Dạ con chúc nè, dì Năm tươi nè, chú Năm quá nè, sang năm sẽ quá tươi luôn. Thấy con vợ ăn nói hay không á, thằng chồng á, dạ. Kỳ quá. Ê cha. Chúng ta mới bớt vô duyên à. Tới vợ chồng con, vợ chồng ba hơn nha. Dạ đây. Đây là con chúc chú quá với cả cô lâu. Dạ có luôn á. Trăm năm hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Dạ năm mới con xin chúc chú quá với dì Năm một năm mới thật nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc tấn bình an nha. Chúc vợ chồng sang hết vợ chồng son, sang hết sảy năm nay nha. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Đây vợ chồng được lắm. À năm nay có thêm đứa con tấn tài tấn lộc. Yeah. Dạ cảm ơn anh ơi, em còn đứa con gái ở nhà. Quên. Em cảm ơn. Tao chúc hai vợ chồng bay á sang năm mới á là trúng số độc đắc lần nữa nghe. Thôi đừng trúng số độc đắc nữa, năm nay có đứa con kháo khỉnh là được rồi. Còn bây giờ thì cả nhà mình chúc mừng năm mới.